Xin được gửi lời chào đến toàn thể các bạn nha. Mình tiếp đây như mình đã hứa cái video trước á, mình sẽ thực hiện cái video mà liên quan tới vấn đề mà kiểm tra cái K3 trong cái motor của máy giặt. Mà các bạn lưu ý nha, đây là cái máy giặt Toshiba. Cái video trước á là mình có làm là nó liên quan tới con model là A800, nhưng mà cái model này khác. Model này model khác nha. Model này AW vậy đó nè. 920 LV. Thì bây giờ để kiểm tra nó thì như thế nào? Trước tiên chúng ta sẽ mở một cái dàn ốc này ra, những cái dàn ốc của đằng sau lưng này nè, mở hết bỏ vô cái hũ đàng hoàng, sau đó cho nó nằm xuống. Nhưng các bạn lưu ý nha, nếu mà chúng ta làm á, khi mà để thử sấy thì chúng ta phải lấy cái băng keo gia cố cái cửa này lại nè, cho đừng có động đậy và nó đừng có chuyển động nó mở ra. Chứ thứ hai mình khi mình nghiêng xuống mình lạch xuống rất là dễ bị cọm bị cấn ở chỗ này nè, và nó dễ dẫn đến cái tình trạng là gãy cái ngà. Vậy cho nên chúng ta dán lại, mở cái này ra hết, ốc vít này mở ra hết, sau đó chúng ta sẽ cho nó nằm xuống. Đấy, thì mình mới kiểm tra được cái K3 của nó làm sao. Thì trong những cái video trước đây mình có hướng dẫn á, là chúng ta kích điện vô trong K3 cũng được, không vẫn phải là dùng đồng hồ mình đo cũng được, nó có nhiều cách. Nhưng mà cái cách tốt nhất là bây giờ là cho nó trực tiếp nằm ở trong motor luôn, để coi cái điện dung của nó. Tại vì cái K3 nó xài bằng cái micro farad, đơn vị của nó là vậy, và có cái điện dung ở trong còn tốt hay là không, đủ hay là không để mà giúp cho một cái motor nó hoạt động tốt. Thì chúng ta cấp điện trực tiếp luôn ha. Để ở đây mình sẽ tháo ra. Đấy, các bạn lưu ý nha, đặc biệt các bạn mà sửa chữa mà ở nhà đó, bạn nào mà có sửa chữa nhà thì lưu ý làm cho nó trúng, làm cho nó theo cái tình tự. Chứ nếu thôi mình không biết ý, mình không biết, mình nó rành, mình nghiên cứu, mình làm á, mà làm không đúng bài bản thì nó dễ gây đến cái tình trạng là đã bệnh nhẹ này, đã bệnh nặng rồi còn nặng hơn thì lúc đó kẹt lắm nha. Lưu ý rồi nhớ dán băng keo ở phía trên cái mặt của cái máy để coi nó khỏi bị cấn ngàm. Thì bây giờ mình sẽ mở này ra nè, các bạn xem, để chút xíu mình sẽ dùng chiếc dép mình đang mang nè. Đấy, mình thử lại coi nó là làm sao, coi nó cái motor nó kéo có mạnh hay là không nha. Rồi bây giờ bỏ thì ra đây, nó sẽ nằm ở dưới đây nè, nó nằm xuống, mình cho nó nằm xuống cái ra. Thì đây các bạn xem thì cho nó dễ, thì chút xíu mình sẽ hạ thấp xuống cho các bạn coi. Này, mở này ra cái. Đây, và hạ thấp xuống cái nữa. Hạ thấp xuống để các bạn xem cho nó dễ. Đây, à, đúng không? Mở ốc này ra luôn. Ở Toshiba đời này á, nó thường hay có cái nắp nhựa để mình kéo lên thôi, nhưng mà mở cái ốc này ra. Đấy, kéo ra. Rồi, cái chúng ta cần phải mở hai con ốc ở đây, ốc đây. Các bạn dùng ba ke vẫn được, dùng tiết vẫn được, miễn sao là cho nó ra thì thôi. Mình sẽ thay cái đó. Bạn lưu ý nha, chúng ta dùng cái tiếp này, tiếp 10 nha, để mình mở cái này hai con ốc này ra, rồi sau đó chúng ta sẽ cho thử sấy thử. Các bạn một số ngoài gọi là thử bắt, nói chung là thử sấy thử bắt cũng là nó thôi, để bắt đầu mình để coi cái motor này nó kéo có mạnh không, nó quýnh lên, nó kéo sức nó mạnh không. Tại vì mình sẽ dùng một cái chiếc dép của mình á, kê vô chỗ này nè, để nó kéo còn sao, sức này chỗ này cũng được, mà kéo mạnh như cái nào mình lột dây con ro cũng được. Tại vì khi mà mình để dây con ro này sấy luôn á thì bắt đầu nó sẽ quay luôn cái thùng đó thì không có nên. Đấy, các bạn lưu ý nha, nhớ ấy băng keo hay lấy cái gì á để coi cứng cái cửa lại cho nó cấn cái ngàm. À đây, mở đây nè, mình mở đây bằng tay cũng được, nhưng mà các bạn lưu ý nè, khéo khéo chứ để thôi đứt tay nha. Cái cậu trang qua dục đây.
vô đây. Các bạn kê đây cũng được nè. Đây cái chỗ này nè. Đây cái chỗ này. Hạ sắp xuống cái. Các bạn lưu ý nha. Mình cố tình là để các bạn xem như thế này. Đấy, ủa trời nó bị này. À, chỗ này là cái motor hạ thấp xuống nữa chứ quá. Cái hạ thấp xuống xíu nữa. Rồi. Rồi hạ luôn. Khi mà chúng ta làm á. Đây. Cái dây con mình kéo á, mình tháo á, mình phải biết ý nha. Tháo bằng tay rất là dễ đứt tay, mình kê cái ngón tay vô trong này nè. Nó cắn một cái là thôi chết luôn. Vậy cho nên là chúng ta cẩn thận nha. Bây giờ mình sẽ cây này hai cái miếng nhôm, bây giờ cái cánh mà để mà nó đánh lấy gió để làm mát motor, mình lấy cái tay mình chịu cái này nè. Mình xoay ngược nó lên từ từ. Và đồng thời mình kéo dây con roi ra ngoài xíu thì tự động nó sẽ bung ra thôi ha. Bây giờ các bạn coi mình làm nha. Đây nè, cái tay mình chịu rồi. Mình gịch cái này ra một cái. Gịch cái cọc dây con roi hướng ra ngoài đây. Nha. À đó, gịch từ từ thôi. Đối với một số dây mà nó căng quá thì chúng ta sẽ dùng cái tiếp á, mở cái này cho nhẹ bớt. Nè. Cái này khó nè. Rồi. Nó là như vậy nè các bạn. Thấy nằm chinh dinh nhớ không? Cái trong cái ngoài là ok nè. Đó, nó cái trong cái ngoài như vậy nè. Để mình quay cái cánh chỗ đổ gió, cái tay rồi quay nhẹ thôi. Đó, tự nó tuột ra rồi. Rồi bắt đầu. Để mà thử sấy nó, mình cấp điện cho nó. Đây cái K3 nằm đây. K3 này mười mấy mi, 12 mi gì phải nè. Để mình quay cho các bạn xem nó hơi vậy. Đó. Cái này gọi là cái K3. Thì khi đó chúng ta làm á, chúng ta bây giờ cấp điện vô để coi nó quay ra làm sao ha. Đây các bạn, mình cấp điện vô. Ha, nghiêm vô. Rồi bây giờ mình bấm qua chế độ dắt của nó. Các bạn nhớ lưu ý để cái đóng cửa nè, cho nó cứng lại ha. Để thôi cái chỗ này nó hở rồi, để mình lấy băng keo mình dán lại. À, nó hở nó sẽ dễ gây cái tình trạng là nó báo lỗi. Rồi. Bây giờ chúng ta bấm qua cái chương trình cho nó bắt, mở cái. Mở nguồn nè. CPU lắm rồi. Hồi nãy chưa mở CB rồi đó. Rồi bây giờ mở lên đây. Đây có nguồn. Chỉnh vào chế độ vắt nha. Vắt nè. Vắt. Đóng khởi động. Rồi công tắc cửa khóa luôn rồi. Các bạn lưu ý. Ở đây. Đấy. Thấy nó đảo không? À. Thì cái cần xả này chút xíu là nó sẽ xả ra. Nó sẽ quay. Bạn lưu ý nè. Nó quay. Nó quay một hơi bắt đầu mới là nó sấy ngày mạnh lên. Đó, nó sấy rồi đó thấy không? Tốc độ quá cao luôn. Để mình tắt mình thử lại nha. Xong. Mình vừa mới cúp CB rồi đó. Giờ mình thử lại cái. Sau đó mình sẽ thử bằng dép. Này. Mở cái. Báo lỗi. Hay không tắt cửa hết. Không có kéo xả. Rồi mở nè. Mở nha. Sẽ chỉnh vào chế độ vắt. Chúng ta lưu ý coi cái cục xả nó có kéo không nha. Vắt. Khởi động. Ê, cục xả này không có dắt rồi. Quay mạnh lắm á. Con này quay mạnh lắm mà. Thử coi. Đây các bạn thấy nó mạnh ghê không? Mạnh ghê luôn rồi. Đấy chúng ta thử cách đó, nó quýnh bật luôn á thì được. Cái K3 này cần phải thay mới nè. Vậy là cái này K3 thay mới là cái cục xả này nó cũng hơi điểu rồi. Nó không có chịu xả nước ra. Vậy chúng ta phát hiện được một cái bệnh là của cái máy này là nó không có xả. Khi mà chúng ta bấm cái dây vắt qua cái chữ vắt á, theo lẽ cục xả này phải kéo. Nó kéo vậy. Mà nãy giờ nó không chịu kéo. Với thứ hai là bây giờ sấy nó sấy chưa có được cái tay mình cái dép mình đưa vô đây nè. Nó quýnh không có nổi, nó gịch nó quánh văng cái chiếc dép mình ra không có nổi, rõ ràng là cái K3 này có vấn đề nè.
Java này cái điện dung nó yếu nè, mình cần phải thay mới. Mà nên thay bằng hoặc là lớn hơn chứ đừng nhỏ hơn các bạn. Ở đây con này 12mm. Đây 12mm. Đó cho các bạn coi nó 12mm microfarad. À số 12 nằm đây nè. Đấy, thì mình thay cái mới đi. Với thứ hai nên kiểm tra lại cái con này. Nha, cục sạc nó có vấn đề đó. Coi lại coi như thế nào, lúc được lúc không mình nên thay mới hoặc là sửa chữa nó lại. Rồi. Đại khái là mình thử cho các bạn xem ha. Giờ nó yếu xìu rồi, nó quay hết nổi luôn rồi. Nó muốn đứng rồi luôn rồi. Con này hồi nãy nằm xuống, bây giờ mình đã kiểm tra rồi, lấy chiếc dép đặt vô á. Lấy chiếc dép mình đặt vô, đặt vô cái motor của nó. Nhưng mà chạy chút xíu nó không có đủ tua, nó bị báo lỗi bởi vì cái 500 nó quay không có nằm ở trên cái pulley của cái hộp số, nó chưa có quay vô cái đúng cái bo mạch cho nên nó báo lỗi. Rồi mình xử lý luôn rồi. Rồi cho nó chạy thử như thế này để coi cái tua nó làm sao ha. Thì thường cái con này như mình kiểm tra vậy đó, có khả năng bị ố yếu motor rồi. Thì nếu như các bạn nào gặp cái trường hợp giống như mình đó, sau khi đã xử lý những cái rele đâu đó nghiêm túc rồi, nó chạy chương trình đầu tiên bình thường, đôi khi sấy được, cũng có đi thỉnh thoảng sấy cái nó bị báo lỗi, mà nó không hẳn là bị cái công tắc cửa nằm đây nha quý vị, công tắc đập thùng với lại công tắc cửa nằm đây nha. Ở đây có công tắc đập thùng thì nó không phải bị mấy cái đó đâu, nó nằm ở chỗ cái K3, cho nên chúng ta cần kiểm tra kỹ lại cái phần đó nha các bạn. Mình thay cái K3 mới thì cái điện dung nó mạnh thì motor nó sẽ làm việc mạnh hơn, nó quay nó không bị báo lỗi nữa. Tại vì nếu mà cái tua nó quay nó thiếu dòng thì nó sẽ báo lỗi, báo lỗi là E7-4, đó là cái lỗi của cái 500 á, nó không có đi vô cái bộ điểm dòng đúng bộ điểm dòng mà nó cần á, để sẽ bị hiện tượng đó. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, video đến đây là kết thúc, mình phải đi làm cái chỗ khác để mình kiếm cơm nữa. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, thì mình sẽ tạo cái nếu mà anh em nào hữu duyên để lại số điện thoại thì mình biết, mình ép vô cái trang Zalo cá nhân mình tạo ra cái nhóm á, thì chúng ta có thể cho nên đó là mình giao lưu trao đổi với nhau, nhưng mà cũng có những cái điều kiện mà tuân thủ. Thứ nhất, thứ hai mình tôn trọng lẫn nhau, là không, đặc biệt khi mà đã tham dự vô cái nhóm hội rồi mình tôn trọng lẫn nhau là không dùng những cái từ ngữ mà nó mang tính chất là không hay ho, rồi phỉ báng nhau hoặc là chê bai nhau dựa trên tinh thần học hỏi để mà chúng ta cùng nhau tiến bộ đi lên ha quý vị ha. Bản thân mình cũng không dám nói hay là dỗ ngược xưng tên gì hay ho tất cả cái, nhưng bản thân mình cũng vẫn đang học mỗi ngày, học từ những người giỏi hơn mình. Thì mong sao những kiến thức mình có được mình có thể chia sẻ được quý vị các bạn, giúp ích cho các bạn một phần nào đó, và có thể các bạn cũng lấy điều đó giúp ích cho những người mà cần những kinh nghiệm và kiến thức gì để mình chia sẻ với nhau để cái tạo thành cộng đồng. Xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại tất cả quý vị ở cái video tiếp theo nha. Xin chào.